43. Cái búa. Là người không ai tránh khỏi có lúc lầm lỗi. Mục đích sống ở đời là tập làm bớt đi những lầm lỗi đó. Để thực hiện điều này, tu viện chúng tôi có một nội quy cho phép chư tăng phạm lỗi. Điều này có vẻ lạ, nhưng một khi các sư không sợ phạm lỗi thì họ sẽ phạm ít đi. Trong lúc đi tản bộ xung quanh tu viện, tôi thấy một cái búa để rơi ngoài sân cỏ. Rõ ràng là nó đã ở ngoài này khá lâu vì có vết rỉ sét. Tôi cảm thấy bực mình trong lòng với sự vô ý của chư tăng. Tất cả vật dụng trong chùa, từ quần áo cho đến dụng cụ, đều do Phật tử làm ăn cực nhọc cúng dường. Một cư sĩ nghèo nhưng thuần thành có thể đã để dành vài tuần mới đủ tiền mua một cái búa cúng dường chùa. Do đó, người xuất gia không nên sử dụng đồ của đàn na tín thí một cách bất cẩn như vậy. Bình thường tôi được xem là người vui vẻ, dễ tính. Nhưng tối hôm đó, tôi trở nên khó chịu, cay cú như trái ớt jalapeno. Tôi đã khiển trách chư tăng không tiếc lời. Tôi muốn dạy cho họ một bài học phải xem trọng và giữ gìn cẩn thận những vật dụng của tam bảo. Nghe tôi khiển trách, chư tăng ngồi im ru, mặt mày ảm đạm. Tôi chờ vài phút xem có ai đứng ra nhận lỗi không, nhưng chẳng thấy ai nhúc nhích. Mọi người vẫn ngồi ngay ngắn, yên lặng chờ đợi. Chờ thêm một phút nữa, vẫn không thấy ai nhận lỗi. Tôi thất vọng, đứng lên bỏ đi ra. Tôi nghĩ bụng, một sư nào đó lỡ bỏ quên cái búa ở ngoài sân thì cũng phải có gan nhận lỗi và xin lỗi chứ. Chẳng lẽ tôi đã nói nặng đến nỗi họ sợ và im luôn. Trên đường rời khỏi phòng họp, tôi chợt hiểu tại sao không có ai chịu đứng ra nhận tội. Tôi bèn nhanh chân quay trở lại phòng họp. Kính thưa đại chúng, tôi tuyên bố, tôi đã tìm ra người bỏ quên cái búa ngoài sân rồi. Người đó là tôi. Tôi quy bẩn chính tôi là người đã làm việc ngoài sân và trong lúc vội vã đã quên cất cái búa vào kho. Ngay cả lúc hung hăng khiển trách chư tăng, trí nhớ của tôi cũng đi vắng. Chỉ sau khi la rầy họ một trận thì trí nhớ tôi mới trở lại. Chính tôi là người phạm lỗi. Ui chao ơi, ngượng ngùng làm sao. Nhưng may thay, chiếu theo nội quy thì chúng tôi được phép lầm lỗi ngay cả sư trụ trì. Câu chuyện trên thật là lý thú. Tu viện nào lại có nội quy cho phép chư tăng lầm lỗi? Nhưng nội quy này cho thấy sự từ bi và trí tuệ của tăng chúng. Bởi vì ngày nào chưa thành Phật, Bồ Tát, A-la-hán thì làm sao tránh khỏi lầm lỗi. Nếu chúng ta đừng làm nó trở thành một vấn đề trọng đại thì người phạm lỗi sẽ dễ dàng đứng ra nhận lỗi và sửa đổi. Và chuyện lầm lỗi đó rất là con người, không có gì phải xấu hổ hết. Chúng ta ít khi nào thấy một thầy trụ trì, hòa thượng, thượng tọa dám đứng ra nhận lỗi với tăng chúng như vậy. Đó là cả một hành động khiêm cung, vô ngã, đáng đảnh lễ. 44. Đồ ngu. Nếu có ai chửi bạn là đồ ngu, về nhà bạn bắt đầu suy nghĩ, tại sao nó dám chửi mình là đồ ngu? Nó không có quyền chửi mình là đồ ngu. Nó thật bất lịch sự khi chửi mình là đồ ngu. Mình phải cho nó biết tay khi dám chửi mình là đồ ngu. Tới đây, bạn giật mình tỉnh ngộ là bạn đã cho phép nó chửi bạn là đồ ngu tới 4 lần. Cứ mỗi lần nhớ nghĩ tới lời họ chửi thì bạn lại cho phép họ chửi bạn là đồ ngu lần nữa. Đó chính là nuôi dưỡng vấn đề. Nếu có ai chửi bạn là đồ ngu thì bạn bỏ qua, không nhớ nghĩ tới nữa, nên không bị phiền não. Đó chính là giải pháp. Khen, chê hay mắng chửi là chuyện của họ. Ôm giữ hay xả bỏ là chuyện của mình. Tại sao chúng ta lại để cho người khác điều khiển sự an lạc nội tâm của mình? Con người thường đau khổ vì tâm cứ ôm giữ những điều quá khứ, nhai đi nhai lại những lời khen chê phải trái. Người tu phải học cách làm chủ tâm mình, không cho nó tự động mở máy radio, cassette hay video chiếu đi chiếu lại những điều phiền não bắt mình phải xem nghe.